chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ông Trump thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1% với bà Harris, đẩy cục diện bầu cử Mỹ khó lường. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump chỉ còn vỏn vẹn 1%. Kết quả cuộc thăm dò mới nhất từ hãng tin Reuters và công ty IPSOS công bố vào ngày 29 tháng 10 cho thấy Harris nhận được 44% sự ủng hộ, trong khi Trump bám sát ngay phía sau với 43%. Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 25 đến 27 tháng 10 với sự tham gia của 1.150 người, trong đó có 975 cử tri đăng ký, đã phác thảo một bức tranh rõ nét về sự biến động của cuộc đua. Harris từng dẫn trước Trump trong các cuộc thăm dò kể từ tháng 7, giờ đây đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng khi khoảng cách ủng hộ dần thu hẹp từ cuối tháng 9. Đặc biệt, Trump đang tỏ ra chiếm ưu thế về nhiều vấn đề mà cử tri xem là cấp bách. Đến 47% cử tri cho rằng ông có cách tiếp cận tốt hơn về kinh tế và vấn đề việc làm, trong khi chỉ 37% ủng hộ Harris. Điều này cho thấy, mặc dù nữ phó tổng thống có một số lợi thế, Trump vẫn giữ vị trí mạnh mẽ trong tâm trí nhiều cử tri. Chưa dừng lại ở đó, Trump còn ghi điểm với một đề xuất cứng rắn về chính sách nhập cư, nhận được sự ủng hộ lên tới 48%, trong khi Harris chỉ có 33%. Mặt khác, Harris lại chiếm ưu thế trong vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị với 40% ủng hộ so với 38% của Trump. Trong bài phát biểu tại trụ sở Quốc hội hôm ngày 29 tháng 10, Harris khẳng định rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ khác với vai trò phó tổng thống của mình. Bà nhấn mạnh rằng thách thức hiện tại là giảm chi phí sinh hoạt, một nhiệm vụ khẩn cấp hơn so với việc chống lại đại dịch và cứu vãn nền kinh tế như 4 năm trước. Cùng thời điểm, Trump không bỏ lỡ cơ hội vận động tranh cử tại Allentown, Pennsylvania, một bang chiến trường trọng yếu nhằm tái giành sự ủng hộ từ cộng đồng người Mỹ gốc Latin. Tình hình tại Pennsylvania đặc biệt nghiêm trọng khi một cuộc thăm dò mới của CBS News và YouGov cho thấy cả hai ứng viên đều đứng ngang nhau với 49% sự ủng hộ. Khi ngày bầu cử đến gần, không khí cuộc đua ngày càng căng thẳng và mọi động thái đều có thể làm thay đổi cục diện. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên những trang báo mà còn ở từng cử tri, từng lá phiếu, trong một cuộc đua mà bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bà Harris đưa ra cảnh báo khi đứng tại vị trí cũ của ông Trump. Trong một ngày nắng đẹp ở Washington, Kamala Harris đã đứng lại vị trí cũ của Donald Trump, nơi mà cựu tổng thống từng phát biểu trước đám đông vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trước khi cuộc tấn công Điện Capitol diễn ra. Tại đây, bà Harris đã kêu gọi hơn 75.000 người ủng hộ, cảnh báo vì mối đe dọa tiềm tàng từ Trump và quyền lực không bị kiểm soát mà ông đang tìm kiếm. "Chúng tôi biết ông Donald Trump là ai", bà khẳng định với sự quyết đoán. "Đây là người không ổn định, bị ám ảnh bởi sự trả thù, chìm đắm trong nỗi bất bình và khao khát quyền lực không bị kiểm soát." Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi vận động, mà còn là bài phát biểu kết thúc trước cuộc bầu cử đầy căng thẳng vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong khi Harris dồn sức vào việc cảnh báo về những hiểm họa tiềm ẩn, Trump lại xuất hiện cùng ngày tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, nơi ông phản bác lại những tuyên bố của bà, cáo buộc rằng chiến dịch của bà là một chiến dịch thù hận. Ông ta không ngần ngại chỉ trích các vấn đề xã hội, từ hoạt động của băng đảng đến chính sách liên quan đến người chuyển giới, trong nỗ lực chuyển hướng sự chú ý. Tình hình càng thêm căng thẳng khi Trump vừa có bài phát biểu tại New York gây ra làn sóng phẫn nộ vì những bình luận phân biệt chủng tộc nhắm vào người Puerto Rico. Giờ đây, ông đang phải đối mặt với hậu quả tìm cách khắc phục thiệt hại trước khi tới Pennsylvania, một bang chiến trường quan trọng mà ông không thể để mất lòng cộng đồng cử tri gốc Latin. Thật sự là một chiến dịch phá hoại, nhưng hơn bất cứ điều gì khác, đó là một chiến dịch thù hận, Trump nói, cố gắng làm nổi bật sự chia sẻ của ông cáo buộc Harris đang tạo ra. Khi những căng thẳng giữa hai bên leo thang, cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết, với mỗi bước đi đều có thể thay đổi cuộc chơi. Mang chạm trán nảy lửa ở bang chiến trường Michigan của ông Trump và bà Harris.
Trong bối cảnh đầy căng thẳng của bàn chiến trường Michigan vào ngày 26 tháng 10, Donald Trump và Kamala Harris đã bước vào cuộc giằm trán nảy lửa khi cả hai cố gắng giành lấy sự ủng hộ từ cử tri. Tại một sự kiện gần Detroit, Trump đã kêu gọi cử tri Hồi giáo hứa hẹn sẽ mang lại hòa bình cho Trung Đông, đồng thời cam kết phục hồi ngành công nghiệp ô tô đang gặp khó khăn ở khu vực. Ông không ngần ngại tuyên bố rằng sự ủng hộ của họ là cần thiết để chấm dứt xung đột và cải thiện nền kinh tế. Cách đó khoảng 210 km, Kamala Harris đang thu hút hàng ngàn người tại thành phố Kalamazoo và không chỉ phản bác lại những tuyên bố của Trump mà còn làm nổi bật sự khác biệt giữa hai ứng viên về các vấn đề nhạy cảm như quyền phá thai và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, sự xuất hiện của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ khi bà chỉ trích hành vi thất thường của Trump và cảnh cáo về sự suy giảm tinh thần rõ ràng của ông. Bà Obama đã khéo léo truyền tải thông điệp rằng không ủng hộ Harris có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là liên quan đến quyền phá thai. Giữa không khí sôi sục của cuộc vận động, bà Harris cũng đề cập đến xung đột tại Gaza, nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt bạo lực và bảo vệ nhân quyền. Theo các cuộc thăm dò gần đây, bà đang dẫn trước Trump trên toàn quốc với 46% so với 43%, nhưng tại Michigan, cách biệt là rất nhỏ, 47,6% so với 47,1%. Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra mạnh mẽ với gần 1,42 triệu cử tri đã tham gia. Cùng lúc, Michigan với khoảng 8,4 triệu cử tri đăng ký vẫn là một trong 7 bang quyết định ai sẽ là người nắm quyền trong tương lai. Cảm giác hồi hộp và căng thẳng bao trùm khi mọi hành động đều có thể định hình lại cục diện cuộc bầu cử sắp tới. Con đường đến Nhà Trắng phải qua những cột mốc lịch sử nào? Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ được ấn định vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, quyết định ai sẽ làm chủ nhân Nhà Trắng 4 năm tiếp theo. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ quan trọng nhất trong cuộc đua năm nay là ông Donald Trump, gương mặt của Đảng Cộng Hòa, và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện Đảng Dân Chủ. Ngày 5 tháng 11 năm 2024, ngày bầu cử. Cử tri không chỉ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quốc hội và chính quyền các bang. Tổng cộng 34 ghế Thượng viện và 435 ghế Hạ viện cũng sẽ được bầu cùng với 12 cuộc đua thống đốc. Phiếu bầu được kiểm ở mỗi bang sau khi các điểm bỏ phiếu tương ứng đóng cửa. Thời gian đóng cửa điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo từng bang nhưng thường bắt đầu từ khoảng 19 giờ, giờ địa phương, do các múi giờ trải rộng trên khắp nước Mỹ, nên khi ở bờ đông bắt đầu kiểm phiếu thì cử tri ở các bang như Alaska và Hawaii vẫn đang trên đường đến các điểm bỏ phiếu. Hiện, có hai loại phiếu bầu chính được tính trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Phiếu bầu trực tiếp được cử tri bỏ tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử và phiếu bầu vắng mặt hoặc được gửi qua đường bưu điện. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể được chính thức xướng tên sau nhiều ngày kể từ hôm bầu cử. Năm 2020, chiến thắng gọi tên ông Joe Biden 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 11 khi kết quả ở bang Pennsylvania được xác nhận. Alabama là bang đầu tiên gửi phiếu bầu qua thư vào ngày 11 tháng 9 năm 2024. Sau đó, một số bang khác bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp và qua thư trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 đến 26 tháng 10, bao gồm Wisconsin, Minnesota, Nam Dakota, Virginia, Bắc Carolina, Mississippi, Michigan, Nebraska, Georgia, Arizona, Nevada, Texas. Ngày 17 tháng 12 năm 2024, các đại cử tri bỏ phiếu. Các đại cử tri ở mỗi bang sẽ họp để bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Các đại cử tri sẽ ký, đóng dấu và chứng nhận phiếu bầu. Ngày 3 tháng 1 năm 2025, Quốc hội Mỹ khóa 119 họp. Các hạ nghị sĩ đắc cử và thượng nghị sĩ đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức. Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống trong một phiên họp chung. Các giấy chứng nhận bầu cử cho mỗi bang sẽ được kiểm đếm. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày nhậm chức. Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức, người chiến thắng sẽ phục vụ 4 năm tại Nhà Trắng. Hầu hết tiểu bang ở Mỹ đều nghiêng hẳn về Đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa, nên kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng thường chỉ phụ thuộc vào số ít bang mà hai đảng không nắm chắc phần thắng. Do đó, con đường đến Nhà Trắng sẽ đi qua một số bang quan trọng mang tính quyết định kể trên, gọi là bang chiến trường, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trong diễn biến liên quan của bầu cử Mỹ, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử lớn nhất tại một địa điểm gợi nhớ đến vụ việc ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã cảnh báo hơn 75.000 người tập trung tại Washington hôm 29 tháng 10 rằng đối thủ Đảng Cộng hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, đang tìm kiếm một loại quyền lực không bị kiểm soát. Bà Harris đã chọn nơi tổ chức sự kiện mới nhất này tại một địa điểm gần Nhà Trắng, đúng nơi mà vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ ngay trước khi đám đông tấn công Điện Capitol. "Chúng tôi biết ông Donald Trump là ai", nữ phó tổng thống khẳng định. "Đây là người không ổn định, bị ám ảnh sự trả thù, chìm đắm trong nỗi bất bình và khao khát quyền lực không bị kiểm soát." Chiến dịch của bà Harris gọi đây là bài phát biểu kết thúc trước cuộc bầu cử diễn ra căng thẳng vào ngày 5 tháng 11 tới. Trái lại, trong bài phát biểu cùng ngày tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, ông Trump cáo buộc bà Harris đã có một chiến dịch thù hận. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đưa ra một số bình luận về hoạt động của các băng đảng tại Mỹ cũng như nhắc đến việc chuyển giới theo hướng không thân thiện. Động thái trên diễn ra 2 ngày kể từ khi ông Trump gây lo ngại cho các trợ lý pháp lý bài phát biểu ở thành phố New York mà nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng chứa nhiều bình luận thô tục và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Puerto Rico, gây trẻ phản ứng dữ dội. Sự kiện hôm 29 tháng 10 mở cửa cho các phóng viên nhưng ông Trump không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trong nỗ lực chuyển hướng câu chuyện, ông Trump lập luận rằng bà Harris đang gây chia rẽ, thực sự là một chiến dịch phá hoại nhưng có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, đó cũng là một chiến dịch thù hận. Tờ Guardian dẫn lời cựu Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc bà Harris cố gắng phá hủy đất nước chúng ta khi nói về các chính sách liên quan người nhập cư. Ông Trump dự kiến đến thành phố Arlington ở tiểu bang phải thắng Pennsylvania, nơi ông sẽ phải cố gắng khắc phục mọi thiệt hại từ các bình luận hôm 27 tháng 10. Trước đông đảo người nhập cư Puerto Rico và con cháu của họ, một nhóm cử tri mà chiến dịch không thể để mất lòng. Liên quan tới vụ cháy hai thùng phiếu bầu cử ở hai thành phố tại Mỹ hôm 28 tháng 10, cảnh sát cho biết là do các thiết bị gây cháy đặt bên trong hoặc cạnh thùng phiếu. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã vào cuộc truy tìm thủ phạm gây ra hai vụ việc nói trên tại thành phố Portland, bang Oregon và thành phố Vancouver, bang Washington. Giới chức thành phố Vancouver ước tính hàng trăm lá phiếu đã bị hủy trong thùng phiếu bị cháy. Diễn biến nói trên làm gia tăng nỗi lo về an ninh trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 tới. Truyền thông địa phương hôm 28 tháng 10 dẫn nội dung một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết một số đối tượng đang lợi dụng các cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử và các thuyết âm mưu nhằm kích động bạo lực, mục tiêu là phá hoại cuộc bầu cử cũng như ngày nhậm chức của tân Tổng thống sau đó. Báo cáo được các đặc vụ từ FBI và Bộ An ninh Nội địa thực hiện xác định những mục tiêu tiềm tàng là các ứng cử viên, quan chức được bầu, nhân viên bầu cử, phương tiện truyền thông và thẩm phán liên quan đến kiện tụng bầu cử. Các mối đe dọa tiềm tàng gồm tấn công bạo lực tại điểm bỏ phiếu, thùng phiếu, địa điểm đăng ký cử tri, sự kiện vận động tranh cử. Theo đài NBC News, một loạt cảnh báo trên buộc chính quyền nhiều nơi siết chặt an ninh cho cuộc bầu cử, chẳng hạn như tại hạt Maricopa, bang Arizona. Từng là tâm điểm tranh cãi về kết quả bầu cử năm 2020, giới chức địa phương đã triển khai máy giò kim loại, bảo vệ có vũ trang, máy bay không người lái và cảnh sát bắn tỉa để bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử. Chống đỡ Iran và Hezbollah, Israel phát triển tia sắt, đưa vòm sắt lên tầm cao mới. Israel đầu tư thêm 543 triệu USD để đẩy nhanh tiến trình phát triển hệ thống phòng không bằng laser mang tên tia sắt Iron Beam. Thỏa thuận phát triển hệ thống tia sắt được Bộ Quốc phòng Israel ký kết với các nhà thầu quân sự trong nước Rafael Advanced Defense System và Elbit System hôm 28 tháng 10. Kể từ khi xung đột nổ ra, Bộ Quốc phòng đã ký hàng trăm đơn đặt hàng trị giá hàng chục triệu USD để củng cố nền sản xuất các sản phẩm trong nước và xây dựng năng lực của quân đội Israel, quan chức cấp cao quân đội Israel tuyên bố. Mục tiêu chính của chúng tôi là giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài và củng cố ngành công nghiệp của Israel. Rafael mô tả, tia sắt là hệ thống vũ khí laser năng lượng cao, công suất 100 kW và đây sẽ là hệ thống đầu tiên trong cùng loại. Nhà thầu quân sự Israel cho biết thêm, hệ thống này có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa ở khoảng cách từ hàng trăm mét đến vài km, trái ngược với hệ thống vòm sắt Iron Dome, tốn hàng chục ngàn USD cho mỗi tên lửa đánh chặn. Hệ thống Iron Beam chỉ tốn khoảng 2 USD cho mỗi lần sử dụng. Tia sắt được cho là sẽ hỗ trợ đắc lực cho khả năng phòng thủ trên không của hệ thống vòm sắt trong biên chế quân đội Israel. Tập đoàn Elbit System trong thông báo ngày 28 tháng 10 cho biết, Bộ Quốc phòng Israel đã trao cho họ một hợp đồng trị giá khoảng 200 triệu USD. Sau khi nhận được hợp đồng, Elbit có ý định cung cấp một giải pháp laser công suất cao nhằm tăng cường khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau. Elbit cho biết thêm rằng, hợp đồng bao gồm các dịch vụ hỗ trợ liên tục cho hệ thống Iron Beam. Sở dĩ Israel phải trang bị thêm để hỗ trợ cho vòm sắt là bởi vì trong những đợt tấn công của đối thủ gần đây,
Phòng sắc của Israel liên tục lộ ra những điểm yếu. Mới đây nhất, Hezbollah đã cho rằng họ đã tìm ra vũ khí bắn chết phòng sắt của Israel. Vừa qua, cuộc tấn công của Hezbollah vào căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel đã dấy lên những câu hỏi về hệ thống phòng không nổi tiếng Iron Dome hay còn gọi là vòm sắt của Israel. Theo đài BBC, nhiều câu hỏi đã được đặt ra khi hệ thống Iron Dome của Israel vốn rất hiệu quả với rocket của Hezbollah lại để lộ nhược điểm trước các máy bay không người lái UAV trong vụ tấn công hôm 13 tháng 10. Đó là vụ việc các UAV của Hezbollah tấn công vào một căn cứ quân sự gần thị trấn Binjamina ở miền Bắc Israel, khiến 4 quân nhân thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Đây là vụ việc khiến Israel thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi xung đột giữa nước này và Hezbollah leo thang. Theo các chuyên gia, ngăn chặn UAV phức tạp hơn rocket nhiều và vụ việc hôm 13 tháng 10 không phải lần duy nhất phương tiện này gây thiệt hại cho Israel. Trước đó, một chiếc UAV khác do lực lượng Houthi ở Yemen bắn từng bay đến Tel Aviv. Đầu tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một UAV từ Iraq đã khiến 2 binh sĩ ở cao nguyên Golan tử vong. Chỉ tuần trước, một UAV khác đã nhắm vào một viện dưỡng lão ở miền trung Israel. Tiến sĩ Jehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, nói với BBC, hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các UAV đều do Iran sản xuất và sau đó cung cấp cho các nhóm vũ trang ở Lebanon, Iraq và Yemen. Máy bay không người lái có tín hiệu radar nhỏ và có thể bay ở độ cao thấp, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn. Thậm chí, đôi khi chúng có thể bị nhầm là chim, chúng cũng khó bị chặn bởi tốc độ thấp hơn máy bay bình thường nhiều, chỉ khoảng 200 km/h, các máy bay phản lực bay tới 900 km/h. Truyền thông Israel cho biết, trong vụ tấn công ngày 13 tháng 10, hai chiếc UAV của Hezbollah rất có thể là Ziad 107 đã bay qua không phận Lebanon phía trên Địa Trung Hải. Một chiếc đã bị bắn hạ và chiếc còn lại biến mất, được cho là đã rơi nên không có còi báo động nào được kích hoạt. Thế nhưng, nó tiếp tục tấn công căng tin của một căn cứ quân đội. Chuyên gia Sarit Jehani từ Viện Nghiên cứu AMA chuyên về an ninh ở biên giới phía Bắc Israel không nghĩ rằng việc máy bay không người lái lọt qua được là do may mắn mà là một bước trong kế hoạch của Hezbollah. Bà cho biết có tiếng rocket và cảnh báo trên khắp khu vực biên giới khi UAV được phóng đi, áp đảo hệ thống phòng không và giúp máy bay không người lái vượt qua. Viện Nghiên cứu AMA đã thống kê được 559 vụ UAV vừa qua biên giới phía Bắc Israel để thực hiện nhiệm vụ giám sát hoặc tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu cách đây một năm. Không tính vụ tấn công Binjamia hôm 13 tháng 10, đã có 11 vụ thương vong do các cuộc tấn công bằng UAV. Ngoài Iron Dome, các hệ thống phòng không của Israel như David Sling, Arrow 2 và Arrow 3 đều được thiết kế để phá hủy tên lửa đạn đạo. Chúng sẽ sớm được tăng cường bằng sự xuất hiện của một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD từ Mỹ với 100 quân nhân Mỹ vận hành. Tuy vậy, các giải pháp lâu dài hơn để chống lại UAV vẫn đang được Israel phát triển. Tiến sĩ Kalisky cho biết, các tia laser công suất cao đang được nghiên cứu và công nghệ khác là sử dụng pháo vi sóng để đốt cháy các thiết bị điện tử của UAV. Tất cả sẽ có mặt trong tương lai gần. Israel phá tan kho tên lửa, cảnh báo an nguy của tân thủ lĩnh Hezbollah. Chiến sự leo thang, phía Israel không ngần ngại triển khai hàng loạt cuộc tấn công cực hiểm về phía Hezbollah. Thế nhưng mới đây vào tối 29 tháng 10 giờ địa phương, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tổ chức cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao Israel nhằm thảo luận về một giải pháp ngoại giao cho tình hình xung đột ở Lebanon. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tổng tham mưu lực lượng phòng vệ Israel IDF Hezi Halevi, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia David Benner, Bộ trưởng Bộ các vấn đề chiến lược Ron Dermer. The Times of Israel dẫn báo cáo do Bộ trưởng Bộ các vấn đề chiến lược Ron Dermer trình bày đã đề xuất các giải pháp chấm dứt xung đột tại Lebanon và khuyến nghị Israel nên cố gắng thực hiện điều này, tận dụng những thành tựu quân sự chống lại Hezbollah trong những tuần gần đây. Tổng tham mưu Halevi cũng nêu khuyến nghị mạnh mẽ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột tại Lebanon, đồng thời nhấn mạnh ông có một niềm tin hiện tại rằng có thể tiến tới một thỏa thuận ở Lebanon trong một quá trình tách biệt với cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas ở dải Gaza. Báo cáo cho biết không rõ liệu Thủ tướng Netanyahu có chấp nhận đề xuất từ các quan chức an ninh trụ cột của Israel hay không. Trong khi đó, Reuters cho hay Hezbollah tại Lebanon tuyên bố Phó Tổng Thư ký Nam Qasem đã được bầu làm lãnh đạo mới của tổ chức này hôm 29 tháng 10. Ông Qasem, 71 tuổi, sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Hezbollah,
thay tiền nhiệm Hassan Nasrallah, người đã qua đời trong vụ tấn công của Israel ở Lebanon hồi cuối tháng 9. Ngay sau tuyên bố của Hezbollah, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo việc bổ nhiệm thủ lĩnh mới của Hezbollah sẽ không tồn tại được lâu. Chỉ là bổ nhiệm tạm thời, không lâu đâu, ông Galan viết trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với bức ảnh của tân thủ lĩnh Hezbollah ném qua xem. Bộ trưởng Quốc phòng Joan Galan đánh giá rằng Hezbollah chỉ còn lại khoảng 20% số tên lửa và rocket so với trước xung đột, cho nên không còn khả năng tiến hành các đợt tập kích lớn nhằm vào Israel. Cũng trong ngày 29 tháng 10, Israel đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về Lebanon và vai trò của Nga được nhắc đến. Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cho biết hầu hết cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah gần biên giới Lebanon-Israel đã bị phá hủy, đồng thời phần lớn vũ khí đều được chuyển về Israel hoặc bị phá hủy trên thực địa. Mặc dù vậy, IDF nói thêm rằng một số nhiệm vụ tại vài ngôi làng ở Lebanon vẫn chưa hoàn thành. Tại những ngôi làng đó, IDF vẫn cần phải hoàn tất các hoạt động thông qua cơ quan an ninh nội địa, Shin Bet, và tình báo. Cùng với thông báo đạt được các mục tiêu quân sự ở Lebanon của IDF, trang Walla đưa tin chính phủ Israel hiện có thể thúc đẩy một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột ở miền Bắc. Trước tình hình hiện nay, câu hỏi đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra nếu không thể đạt được một nghị quyết ngoại giao? Theo tờ The Jerusalem Post, nếu giới chính trị Israel không đạt được một nghị quyết ngoại giao liên quan đến miền Nam Lebanon, hai kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất, Israel tiếp tục gây sức ép quân sự thông qua các hoạt động trên bộ và không kích. Thứ hai, Israel tiếp tục kiểm soát quân sự đối với lãnh thổ do IDF kiểm soát ở toàn bộ miền Nam Lebanon, bao gồm cả kịch bản quân đội Israel có thể mở rộng quyền kiểm soát hoạt động nhiều ngôi làng. IDF nêu rõ rằng, trong bất kỳ tình huống nào, dù có hay không có, giải pháp ngoại giao với Lebanon, IDF sẽ phải đưa ra một mô hình ứng phó ở miền Nam Lebanon. Hiện chưa rõ chi tiết về mô hình này, cũng như không biết sẽ được thực hiện từ lãnh thổ Israel hay Lebanon. Trong khi đó, theo tờ Ynet News, các quan chức cấp cao của Israel tiết lộ các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon đang ở giai đoạn nâng cao. Đặc phái viên Nhà Trắng Amos Hodgson có thể sẽ đến Israel và Lebanon trước ngày tổ chức bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 để cố gắng đạt được các thỏa thuận cuối cùng. Nếu các cuộc đàm phán tiến triển, IDF sẽ bắt đầu rút hầu hết quân đội và tái triển khai lực lượng ở Nam Lebanon, rời khỏi các khu vực đã loại bỏ các mục tiêu Hezbollah, có khả năng chỉ lưu lại tại những nơi có ý nghĩa chiến thuật. Các quan chức Israel cho biết một thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu bằng thời gian thích nghi kéo dài 60 ngày. Theo đó, Hezbollah và IDF sẽ ngừng bắn và quân đội Lebanon sẽ triển khai về phía Nam. Một cơ chế mới để giám sát khu vực sẽ được xem xét, nhưng sẽ không có nghị quyết mới nào được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tờ Ynet News dẫn một nguồn tin nước ngoài cho biết Nga sẽ có vai trò đặc biệt trong việc ngăn chặn leo thang hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.